chuyển Những giọt mồ hôi đáng khen của tác giả Phong Thu. Thỏ út bé nhất nhà. Một hôm, thỏ mẹ đi nhổ củ cải về, thấy lưng mẹ ướt, thỏ út hỏi: "Mẹ ơi, sao lưng mẹ ướt thế ạ?" "Lưng mẹ ướt là vì mồ hôi đấy con ạ." Thỏ mẹ trả lời. Thỏ út lạ lắm: "Vì sao lại có mồ hôi hả mẹ?" "Khi ta làm việc mệt nhọc thì mồ hôi sẽ đổ ra con ạ." "Con có mồ hôi không hả mẹ?" "Có, nếu con cũng làm việc gì đó mệt nhọc." Nghe mẹ nói, thỏ út nghĩ: "Mình thử có mồ hôi xem thế nào nhỉ." Chiều hôm ấy, thỏ út đi chơi, gặp các bạn đang đá bóng. Thỏ út liền chạy tới chơi cùng. Thỏ út đá bóng đến tối mịt mới về, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi. Cậu ta hổn hển khoe với mẹ: "Mẹ ơi, con có mồ hôi đây này." Thỏ mẹ hỏi thỏ út: "Con vừa làm gì về thế?" "Con đá bóng mẹ ạ." Thỏ mẹ gật đầu: "Đá bóng là tốt, nhưng con chơi như thế thì quá lâu đấy, quên cả bữa ăn. Con hãy lấy khăn lau cho khô mồ hôi và ngồi nghỉ đi." Sáng hôm sau, thỏ nâu đến rủ thỏ út đi chơi. Vừa tới cửa rừng, nhìn thấy cây ớt chỉ thiên quả xanh, quả đỏ non vui mắt quá. Hai cậu thỏ liền thi nhau xem ai ăn được nhiều ớt hơn. Vừa cắn một miếng, thỏ nâu đã chịu thua, còn thỏ út vẫn cố cắn thêm miếng nữa, cay quá. Thỏ út há cả mồm, nước mắt, nước mũi chảy ra, toàn thân thỏ út nóng bừng bừng, mồ hôi cũng toát ra. Thỏ út chạy vội về nhà, thấy vậy, thỏ mẹ hỏi: "Sao mà mồ hôi lại nhễ nhại thế kia?" Thỏ út vừa xuýt xoa, vừa thưa: Con đi ăn ớt vì bạn thỏ nâu. Con thắng mẹ, lại toát cả mồ hôi nữa." Thỏ mẹ lắc đầu: "Giọt mồ hôi ấy của con là những giọt mồ hôi dại dột. Ai lại thi ăn ớt bao giờ? Con nhai mấy quả sung cho khỏi cay rồi nhả ra." Thỏ út nghĩ: "Hai lần mình đổ mồ hôi đều bị mẹ chê, làm sao để có những giọt mồ hôi để mẹ khen bây giờ?" Chiều hôm sau, thỏ út đang đứng chơi trước cổng nhà thì chợt nhìn thấy cô thỏ xám đang gò lưng đẩy chiếc xe rau rất nặng lên dốc. Chiếc xe nhích lên chậm chạp, thỏ út vội chạy xuống giúp cô một tay. Hai cô cháu ra sức đẩy một lúc lâu mới đưa được chiếc xe lên dốc. Cô thỏ xám cảm ơn thỏ út: "Cháu ngoan quá, không có cháu, không biết lúc nào cô mới mang được rau về." Thỏ út vui lắm, liền chào cô thỏ xám rồi chạy một mạch về nhà. Mồ hôi ướt đẫm lưng như thỏ mẹ hôm nào. Thỏ út chưa kịp khoe thì thỏ mẹ đã hỏi: "Con làm gì mà mồ hôi ướt đầm thế kia?" Thỏ út thưa: "Con vừa để rau giúp cô thỏ xám đấy mẹ." Thỏ mẹ âu yếm kéo thỏ út lại gần, vừa lau sạch những giọt mồ hôi trên má thỏ út, vừa nói: "Đây là những giọt mồ hôi đáng khen của con đấy." Thỏ út sung sướng quá. Từ lúc đó, thỏ út đã hiểu rằng giọt mồ hôi đáng khen là những giọt mồ hôi đổ ra khi làm việc tốt, việc có ích cho mọi người.